Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn là cái món bắp rang bơ hoặc là ngô rang bơ. Miền Nam gọi là bắp nhưng ngoài Bắc gọi là ngô. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn là ngô rang có hai phần là đường nguyên bản và caramel. Phần thứ hai là ngô rang caramel hay là bắp rang caramel. Thì hiện nay thì trên bàn đây là có ngô này, đây là ngô Mỹ nhá. Và đường này, và bơ này. Nếu mà ngô bình thường mà các bạn làm bỏng thì nó có lổ, nhưng nó lổ ít lắm các bạn ạ. Thì các bạn phải ngâm cơ, khéo làm thì mới có thể lổ được nhiều. Thế cho nên là các bạn nhớ là ta phải mua ngô Mỹ thì nó đảm bảo hơn. Và đồng thời là các bạn phải cho đường về sau. Nếu các bạn mà đun cho đường vào trước thì dễ bị cháy các bạn ạ. Đấy thì tất nhiên là bơ là các bạn phải cho vào cùng với cả ngô. Để ta rang cho nó lổ, cho nó hợp lý. Bây giờ tôi sẽ đi gióm bếp các bạn. Đây, tôi đã gióm bếp xong rồi. Và tôi sẽ cắt bơ ra nhá. Tôi cắt ra làm 4. Rang nhiều ngô thì các bạn sẽ cho nhiều bơ hoặc nhiều dầu. Nhưng mà rang ít thì các bạn sẽ cho ít. Các bạn nhớ là ta phải đun cho nó nhỏ lửa. Nếu to lửa là sẽ bị cháy đấy các bạn. Đây, tôi cho vào đây. Đây, tôi sẽ cho một lửa ngô. Đấy, chỗ này là tôi nên làm 2 mẻ. Ta rang như thế này đến khi nào mà có hạt ngô mà nó đã lổ tách ra thì lúc đấy ta đậy vung nhá. Đậy vung là ta phải lắc độ 2-3 phút là nó lổ hết đấy. Ta phải đậy vung vào không là nó lổ bắn hết ra ngoài đấy. Đây các bạn ơi, chuẩn bị lổ rồi đây. Đấy, như thế là các bạn phải đậy vung rồi nhá. Đấy, đậy vung vào thì các bạn nhớ là ta phải lắc. Đây, ta lắc lên như thế này. Không để là nó cháy đấy. Các bạn để cho nhỏ lửa thôi. Đây, lổ hết rồi các bạn. Bây giờ tôi đổ ra khay nhá. Nếu không là cháy ở dưới đây. Đấy, các bạn thấy rằng ngô lổ rất là nhiều. Đây, tôi đổ ra khay đây các bạn ơi. Rất là nhiều. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đi rang tiếp một mẻ nữa nhá. Đây các bạn ơi, nếu mà các bạn cho đường vào cùng với bơ và mấy ngô đảo thì nó nhanh cháy lắm các bạn ạ, mà dễ hỏng đấy. Các bạn cứ phải làm đơn giản như thế này trước, cho bơ xong rồi cho ngô, cho lổ hết đi. Xong các bạn muốn làm cái vị gì thì lúc đấy các bạn mới hòa để làm sau. Đây bây giờ tôi cho bơ vào để làm mẻ thứ hai. Tôi cho lốt phần ngô còn lại. Rất đơn giản mà ngô coi như thế là lổ 100%. Chớm lổ cái là các bạn nhớ nhá. Đấy, phải đậy vào, nếu không đậy là nó lổ bắn hết ra ngoài. Đây các bạn nhớ là ta phải lắc đi. Đấy, thỉnh thoảng ta lắc đi cả. Đấy, thi nhau lổ. Đấy, các bạn phải mở cho nó bay bớt cái hơi ra nhá. Đấy, vẫn còn lổ, phải lổ băng hết. Khi đã lổ hết rồi thì các bạn nhớ này. Đấy, ta phải nhấc quá ra một chút, xa lửa ra một chút, không là nó cháy. Được rồi, bây giờ tôi lại đổ ra khay nhá các bạn nhá. Đây, tôi đổ lốt ra đấy nhá các bạn nhá. Xong tôi sẽ làm 2 vị. Một vị đường nguyên bản và một vị caramel. Đây các bạn có thấy không? Chỉ có 200g ngô mà u chà chà, đầy vô cùng. Đây, có 200g ngô đấy. Làm 2 mẻ. Tôi phải để vào tầm vào khoảng độ 2-3 phút để cho nó nguội hẳn lên. Đấy, thì để nó tạo cái độ giòn các bạn ạ. Sau đó ta mới làm tiếp các công đoạn sau. Đây, tôi cho một lửa đường.
tương đương với 100 gram đường các bạn ạ. Đây. Đây tôi cho chỗ này là 20ml này. Tôi sẽ lắc lên nha, các bạn nhớ là không được khuấy lên là đường nó lại thành nguyên bản. Các bạn nhớ là đun cho nó sệt sệt đấy nhá. Sau đó các bạn cho bỏng vào đảo đều lên. Đây tôi đã thắng nước đường được xong rồi đây. Bây giờ tôi sẽ trộn vào đây nhá. Tôi cho một lửa ngô vào đây. Đây tôi sẽ cho nước đường vào để tôi đảo lên nhá các bạn nhá. Đây các bạn nhá, tưới đường vào xong các bạn phải đảo đều. Các bạn nào mà ăn ngọt nhiều thì ta sẽ cho nhiều nước đường, các bạn nào ăn ngọt ít thì cho vừa thôi. Đây tôi lại phải tiếp tục cho lên trên bếp để đảo lên để cho nó khô nhá. Vì nếu đảo lên trên bếp mà bạn nào mà chậm đảo ấy thì nó sợ nó cháy đấy. Không cho lên bếp tiếp thì về sau nó không khô, nó bết lại các bạn ạ. Đấy, được rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi cho ra để làm tiếp cái vị caramel nhá. Nó cũng làm tương tự như giống như thế này, nhưng mà để ta làm màu nó thành màu cánh gián. Đây các bạn thấy chưa, nó đã tươi hết ra rồi. Nếu mà các bạn nào nhanh tay ấy thì đảo ngay trên bếp cũng được, nhưng mà bạn nào mà làm chậm là nó cháy đấy. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong một mẻ đây rồi. Đây là mẻ này, là mẻ nguyên vị đường nhá. Đấy, đường nguyên nguyên bản đấy. Đấy, bây giờ tôi làm đến vị caramel là bước thứ hai. Đấy, tiếp tục cho đường vào đây. Và tôi cho một chút nước vào đây. Lượng nước cho giống lúc trước nhá. Đấy các bạn. Lại lắc lên để cho nó tự tan đi nhá. Đấy, lắc nhẹ đi. Lần này tôi đun sẽ là làm sao để màu cánh gián. Đấy, đấy là vị của caramel. Các bạn nhớ là vị caramel này thì nó có hơi một chút vị, hơi ngâm đắng một chút đấy. Các bạn làm cánh gián nhạt một chút cũng được, mà đậm một chút cũng được. Các bạn nhớ là làm cái này phải nhanh, nếu không đổ ra là bắt đầu các bạn tưới nó hơi nguội cái là đóng dẻo luôn thành nha đấy. Đây, bây giờ tôi sẽ cho ra bát nhá. Các bạn nhớ là cái này nó nhanh đồng lắm đây. Đây, bây giờ tôi sẽ cho cái phân còn lại vào trong cái chảo này để tôi lại đảo. Đấy, các bạn phải làm nhanh. Đấy, tiết mục này phải nhanh, nếu không nhanh là nó nhanh đông lắm, nó thành nha luôn đấy. Đấy, ta phải đảo ở ngoài để cho nó đỡ cháy nhá. Đây là giống như kiểu là caramel thực thụ đây, màu cánh gián đấy. Đấy, các bạn lại nhanh chóng cho vào bếp. Đấy, nếu không là nó ỉu. Để cho nó khô lại. Tôi sẽ đảo làm sao để cho nó tơi ra. Sau đó tôi lại tiếp tục đổ ra cái khay. Và đổ ra khay xong rồi tôi sẽ đi thưởng thức. Đây, tôi đảo được rồi. Bây giờ tôi sẽ cho ra nhá. Đấy, cho ra ngoài để cho nó khô đi. Là được rồi, bây giờ là giòn rồi đấy. Được rồi. Đây tôi bẻ cho các bạn đây. Nhìn đây đây. Đấy. Đây các bạn để cả như thế cũng được, mà các bạn bẻ ra cũng được. Các bạn ơi, tôi đã làm xong hai vị bỏng đây. Một vị bỏng caramel và một vị bỏng nguyên đường đây, nguyên bản đây. Đấy, bây giờ xong rồi tôi đi thưởng thức các bạn. Đây chà. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong hai loại bỏng ngô đây. Đây là nguyên bản là đường trắng và đây là caramel. Thế thì các bạn đã thấy không? Tôi làm thì rất là nhiều đấy. Tôi chỉ bày ra đây như thế này thôi. Còn đâu là đóng một túi để cho nó có độ giòn. Còn đây tôi bày ra đây để tôi thưởng thức nha các bạn nha. Các bạn thưởng thức cùng tôi để xem là hai cái vị này là vị nào ngon hơn. Đây. Ngậy ngậy béo béo nó của bơ, thơm lắm các bạn. Ngọt ngọt ở vị đường. Cái loại caramel này thì phải nói rằng có ngon thật, nhưng nó có hơi một cái chất vị ngăm ngăm một chút các bạn.
Về cái màu này là đẹp rồi các bạn ạ. Còn bạn nào mà muốn ăn mà để cho nó bớt cái vị ngăm ngăm thì bạn cho cái màu nó nhạt hơn một chút nữa. Đó. Bạn nào mà thích ăn béo hơn thêm thì các bạn nhớ là nguyên bản đường trắng này các bạn cho thêm một chút bơ nữa vào thì còn ngậy béo nữa. Cái món này là phù hợp với thanh niên nam nữ và trẻ em rất thích các cái món này. Cho nên làm cái này nó không khó lắm đâu các bạn ạ. Các bạn cứ làm nhiều lên. Các bạn làm nhiều đóng túi để trong gia đình hoặc là ra tặng bạn bè anh em. Các bạn làm nhiều ấy, thời gian nó cũng không tốn là bao nhiêu. Cũng cùng một công mà các bạn làm hai mẻ. Lấy cái song to lên một chút nữa thì làm nhiều hơn một chút nữa. Tôi chỉ thích hai vị này thôi các bạn ạ. Còn bạn nào thích vị gì thì các bạn cho thêm các cái gia vị của cái hương vị đó nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Nếu như các bạn có yêu cầu tôi làm món gì mà theo yêu cầu của các bạn thì các bạn sẽ để phía dưới phần bình luận. Tôi sẽ thực hiện chi tiết để giới thiệu cho các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn món sữa ngô đặc sánh lên đấy các bạn. Đây là giới thiệu với các bạn. Đây là ngô. Đây là ngô tươi nhé các bạn nhé. Ngô tươi đây là có vào khoảng độ tương đương với cả là 1 cân ngô hạt đấy các bạn. Tương đương với 1 cân này thì cho vào khoảng độ 450ml sữa tươi và 250ml sữa đặc và đường ta cho vào 50g đây nha các bạn nha. Để trước khi để làm cái sữa ngô thì tôi phải bóc bớt cái lá ngô. Lá ngô này tôi tách hạt ra. Áo lon với cái dâu lon này các bạn. Là tôi sẽ lấy, không tôi rửa thật sạch đi. Đấy, các bạn nhớ là cái áo lon và cái dâu lon này các bạn lấy lại để rửa thật sạch. Xong rồi các bạn ngâm nước muối. Xong rồi các bạn cho vào luộc. Cả cái bắp nữa các bạn, cái lõi bắp ấy. Đây, tôi đã bọc xong rồi, bây giờ tôi đi rửa cái áo và cái dâu ngô lon. Đây, mình lấy cái áo lon nhá. Và cái dâu ngô lon này. Để ta luộc cùng với cả cái lõi ngô để lấy cái hương vị. Rồi. Đây, tôi đã rửa áo lon với cả dâu lon đây. Tôi rửa sạch xong tôi ngâm một chút nước muối loãng. Bắp ngô này tôi cũng đã rửa. Bây giờ tôi tách cái hạt này ra nhá. Các bạn nhớ là nếu mà lon ấy thì các bạn mua cái ngô nó còn dạng lon lon một chút các bạn. Chứ đừng mua mà nó già quá nè. Là các bạn về sau về làm khó xay. Cứ mua cái ngô bánh tẻ này là được rồi các bạn. Cái lõi này là chúng tôi cũng cho đem luộc nha. Đây tôi đã cắt xong rồi các bạn ơi. Tất cả các cái lõi này tôi cho vào trong cái song nha. Đây các bạn ơi, nước tôi đã cho vào khoảng hơn 2 lít. Nó vào khoảng 2 lít 3 lít 4. Thì các bạn nhớ là khi ta đun vào tầm 20 phút thì nó bay hơi nước đi là vừa. Đây tôi cho lõi ngô vào. Đây là ta luộc là vừa có cái chất ngọt mà hơn nữa nó lại vừa có cả cái hương vị. Để các bạn nhớ là ta chia làm hai lắm. Để ta vớt lên cho nó dễ vớt. Đây các bạn bó chặt nó vào. Đây là tôi bó được một lắm rồi. Tôi sẽ cho vào trong song. Các bạn bó như thế này thì đến lúc mà các bạn vớt ra thì nó dễ hơn.
Đây, bây giờ tôi cắt các cái chậu với cả cái giá này đi. Xong rồi tôi gióm bếp. Đây, tôi đậy cái vung vào. Đây, đậy cái nắp nó vào cho nó khít. Đấy là nó không có mùi hơi khói. Đây, đã sôi được 20 phút rồi các bạn. Bây giờ tôi sẽ vớt các cái bắp ngô này ra với cả áo ngô rồi dâu ngô để bỏ đi. Bây giờ tôi bắt cái bếp này để ra ngoài. Đấy. Tôi sẽ cho ngô hạt vào. Đấy, tôi sẽ để đây cho nó nguội đi. Cho nó nguội đi tầm một khoảng độ 20 độ là tôi cho vào cái máy tôi xay. Các bạn ơi, nguội nó nguội rồi, còn hơi ấm ấm một chút thôi, không sao. Tôi sẽ cho vào cối để tôi xay. Đây, các bạn ơi. Đấy. Đây, bây giờ tôi đổ ra cái bát. Bắt đầu là tôi lọc lần đầu đây. À, tôi cho vào đây, tôi vắt tên lọc. Không còn lại, tôi xay lại một lần nữa, bã. Đây, tôi phải dùng bao tay nhá, để tôi vắt cho nó hợp lý đây. Đây, tôi sẽ cho bã vào trong cối này để tôi xay lại một lần nữa. Tôi lại tiếp tục cho tiếp đây các bạn ơi. Các bạn chỉ cho vừa phải thôi. Không như lúc chắt là nó sẽ phòi lên trên đấy. Tôi đã vắt một lần rồi, bây giờ tôi đậy vào để tôi xay tiếp lần thứ hai. Đấy, tôi xay lần thứ hai đây rồi, đấy tận dụng cái này để lấy được hết. Đây các bạn ơi, tôi lại tiếp tục lọc lần thứ hai. Đây các bạn ơi, tôi vắt đất này là lần thứ hai đây. Đấy, đã xay hai lần. Và vắt như thế này là rất là kỹ rồi, cẩn thận rồi. Bây giờ là tôi sẽ cho lên để tôi nấu đây, lên bếp để tôi nấu đây. Đây, tôi đã gióm bếp để tôi bắt đầu tôi đun thành sữa ngô đây. Tôi cái này tôi cho thẳng vào xoong. Tôi đã lọc vào màng lọc lại cần cả vào trong cái túi. Như vậy là đảm bảo yêu cầu. Bây giờ mà đun ta phải thỉnh thoảng ta phải khoáng. Các bạn mà đun không khoáng là nó sẽ bị khê đấy các bạn. Đây tôi cho một lửa chỗ đường này là tương đương với 50 gram đấy các bạn ơi. Đó. Đây tôi đã đun được 20 phút rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi phải cho sữa tươi mình sữa đặc vào nha. Đây, tôi cho cả sữa đặc này các bạn. Ta lại phải đun sôi 10 phút nữa các bạn. Bây giờ đã sôi được 10 phút rồi, bây giờ tôi bắc ra để cho nó nguội.
Đây, tôi bật lên trên này. Đấy. Ôi, các bạn ơi, tôi đã thấy cái mùi ngô rất là thơm. Chịu khó các bạn làm chỉ dành một chút thời gian thôi. Các bạn làm là các bạn đã có được một bình sữa ngô rất là thơm. Để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Rất ngon các bạn ạ. Mùi ngô rất là thơm. Mùa hè mà các bạn làm như thế này cho gia đình ấy, sau đó các bạn cho một chút đá vào đây uống thì phải cực kỳ là mát. Vừa thơm ngon, vừa bổ dưỡng, mà vừa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm các bạn ạ. Đây là tôi cho thêm cả sữa tươi. Còn các bạn nếu mà thích cái màu vàng không ấy, thì các bạn không nên cho sữa tươi nữa, mà chỉ cho sữa đặc thôi. Thì là màu của nó rất là vàng. Ôi chà chà. Mùa hè các bạn làm như thế này, đá các bạn cho vào vài viên đá nữa thì thực quả mà nói rằng mùa hè uống một cốc sữa ngô như thế này thì phải nói là vừa mát vừa thơm, thơm lưng mùi ngô đấy các bạn, mà lại vừa bổ. Ui các bạn ơi, tôi đã uống hết một cốc sữa ngô rồi, tôi mới thấy rằng thú vị, mà tôi thấy cái hương vị này là tôi rất là mê đấy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn có yêu cầu về làm cái món gì riêng thì các bạn để dưới phần bình luận, tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của bạn nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vui tươi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.